Dạ vâng em Tùng, xin chào anh em. Thì hôm nay em về từ Mỹ về cái máy rửa xe của hãng Ruby. Thì ở bên nước ngoài là họ thường xịt rửa xe. Thì ở bên mình thì rửa máy lạnh này, rửa xe máy này, xe hơi này. Và nó là Ruby 18V. Những anh em nào đã có pin và sạc rồi thì mình mua cái thân máy này. Thân máy này chỉ giá là 3 triệu 2. Còn những anh em nào muốn mua pin Mỹ về và sạc Mỹ luôn. Và sạc Mỹ là 120V, cả một combo giá 4 triệu 3. Đấy, 4 triệu 3. Cái pin là pin HP luôn. Rồi, em test cho anh em xem. Thì đầu tiên có catalog này. Catalog đầy đủ. Rồi, cái ống này. Ống này để mình kết nối với cái máy thì nó hút nha anh em. Ống này dài 7 mét để cho anh em rửa xe luôn. Và ống này nó có cái đầu lọc luôn. Đầu lọc này. Đấy, đầu lọc. Đầu lọc này. Hút luôn. Và nó có phao, khi mình bỏ vào thì nó nổi cái phao lên và nó chìm đầu lọc xuống. Đấy. Đây, đây thì mình khi mình làm mình kẹp vô trong cái đai quần của mình để cho mình xịt cho nó khỏi vướng dây. Rồi, ok. Thì catalog nó có một cái khóa, khóa này đỡ cho anh em kết nối. Anh em khóa là khóa họ tặng riêng dư á. Rồi, đây thì này mình bỏ cái pin vào. Bỏ pin vào đấy và mình ấp lại thì nó không có vào nước cái này nha anh em đấy. Rồi mình sẽ kết nối cái dây này vào. Nó lực mạnh của nó là 320 PSI đó, kết nối nhanh dặn lại cho nó cứng. Rồi thì mình kết nối là nếu mà anh em muốn ngắn á, thì mình bấm vào mình kết nối đầu này đấy. Rất là ngắn nha, ngắn và nó có ba cái tia rửa, một là xà bông này, hai là tia xịt mạnh, ba là xịt vừa. Hoặc muốn mà anh em muốn đầu nối thì mình sẽ nối dài qua ra luôn này. Rồi nối dài luôn thì mình đứng mình xịt sàn. Đấy, xịt sàn các máy này nó tự hút. Dòi nước tự hút trong cái xô nước ra luôn, khỏi cần phải xả ống nước nha anh em. Thành ra là mình có cái cứ có nước là nó hút được rồi. Vâng em Tùng, cảm ơn anh em. Giá của combo 4 triệu 3, còn thân máy 3 triệu 2. Những anh em quan tâm liên hệ mình 0962 232 180 em Tùng. Và hàng này từ Mỹ về đây, từ Mỹ có UPS họ chuyển về. Rồi, cảm ơn anh em. Đây, đầy đủ nha anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình.